Chào mừng em đã trở lại với kênh Dụng Cụ Hình Gia. Thì hôm nay là ngày 8 tháng 3 ha. Thì em cũng sẽ tiếp tục cái series là 3 ngày liên tục sẽ hỗ trợ cho anh em cái mức giá ưu đãi để cảm ơn tất cả những anh em đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ cho với kênh Dụng Cụ Hình Gia. Thì như cái video hôm qua thì kênh Dụng Cụ Hình Gia vừa đạt được một cái mốc, đó là đạt được 4.000 người đăng ký ha. Nên là em sẽ làm cái chuỗi đó là 3 ngày liên tục có những cái chương trình flash sale giá cực kỳ hời cho anh em. Đó thì những cái chương trình này thì nó không phải là thường xuyên nha anh em, và cái giá đợt này gần như là nó thấp nhất, gọi là nó hỗ trợ tốt nhất cho anh em từ trước tới giờ luôn rồi. Nên là anh em nào mà có nhu cầu thì anh em nên tham khảo và anh em có thể mua. Thì hôm nay thì cũng được anh em ủng hộ rất là nhiều ha. Đó thì cái giá của video ngày hôm qua thì em vẫn đang tiếp tục ha, vẫn đang áp dụng. Đó, nói chung là khi nào em ẩn cái video đi thì nghĩa là cái chương trình này nó sẽ ngưng. Đó nên là anh em nào đang có nhu cầu thì anh em cứ cứ mua ha. Và cái chương trình thì em sẽ bao gồm kéo dài 3 ngày ha, ngày 7, ngày 8 và ngày 9. Thì hôm nay là ngày 8. Thì hôm nay thì em cũng sẽ lên cho anh em một số cái máy máy pin và máy điện của Detong và Hukan luôn, nhưng mà cái giá nó sẽ ưu đãi cho anh em một chút xíu ha, để anh em có nhu cầu thì anh em mua. Và ngày mai là ngày 9 tháng 3, là ngày thứ bảy, thì em cũng sẽ tiếp tục thêm một cái video nữa. Thì ngày 9 tháng 7 thì video đó sẽ có thêm những cái mã rất là hot ha, như là mã khoan 65 niêu của Hukan, mã vít trượt 55 niêu của Hukan, hoặc là mã khoa bu lông 850, bu lông 550. Đó, những cái mã gọi là hot hiện tại đó. Lên là anh em nào mà đang có nhu cầu mua những cái sản phẩm giống như vậy thì anh em nhớ đón xem video ngày mai nha. Rồi, bây giờ thì em sẽ bắt đầu video hôm nay ha. Thì đầu tiên là đó là cái con máy khoan đa chức năng 1385 Pro của Detong. Thì cái con này là phiên bản màu xám rất là đẹp nha anh em. Con máy này thì nó là ba chức năng ha, chức năng búa nè, là khoan tường nè, chức năng mũi vít dùng để bắt vít, và chức năng mũi khoan dùng để khoan gỗ sắt ha. Đây là một trong những khoan gọi là khoan đa năng và nhiều chức năng nhất hiện tại của Detong nha anh em. Đó, chức năng anh em có thể thấy nè, đây là chức năng anti kickback nè, tức là khi anh em khoan và bị kẹt mũi thì nó sẽ tự ngắt mặc dù tay em vẫn bóp cò nè. Đó, chức năng này rất là hay nha, nó bảo vệ người dùng rất là tốt. Rồi, chức năng thứ hai đó là chức năng khoan tạo xung ha. Đó, tức là khi anh em sử dụng để khoan mồi hay gì đó thì chức năng này nó sẽ giúp cho anh em định tâm tốt hơn. Đó, khoan trên gạch me hoặc là trên thép gì đó rất là ok nha. Rồi, con máy này thì giá của nó bình thường là 1.190.000 nha anh em. Và hôm nay thì em sẽ hỗ trợ cho anh em một cái combo ha. Tức là cái combo này thì sử dụng cho những anh em nào, ví dụ cho gia đình, anh em nào chưa có pin sạc, chưa có gì luôn thì anh em có thể sắm cái bộ này anh em xài. Đó, hoặc là anh em nào mà đi làm công trình, làm về camera hay là làm điện nước gì đó thì cũng có thể sử dụng bộ này xài rất là ok nha anh em. Rồi, thì cái combo bao gồm một cái thân màu xám nè, một viên pin 4A màu xám luôn nha anh em. Đó, rất là đẹp ha. Đây, pin này là pin dòng xả cao, dòng xả 10C ha, dòng xả cao, nó đáp ứng được tất cả các cái tác vụ khoan mài độc cắt nên anh em yên tâm khi mà sử dụng cái pin này. Và kèm theo cho anh em đó là một cái bộ sạc S25 ha. Đó, sạc này là sạc rất là ngon nha anh em, trâu và lì ha. Rồi, cái bộ combo bao gồm một thân, một pin, một sạc, bình thường anh em mua lẻ thì giá của nó đâu đó nó sẽ rơi vào khoảng tầm 2 triệu nha anh em. Nhưng mà hôm nay thì anh em khi mà mua tại Dụng Cụ Hình Gia thì em sẽ hỗ trợ cho anh em về mức giá là 1.690.000. 1.690.000 bao gồm combo một máy, một pin, một sạc ha. Đó, anh em mua về sử dụng trong gia đình rất là ok luôn nha. 1.690.000. Rồi. Đó, mã này là mã KB1385 Pro, thì nguyên cái combo màu xám như thế này ha. Anh em nào có nhu cầu mua thì anh em liên hệ vào số điện thoại bên góc phải màn hình giùm em. 1.690.000 nha anh em. Đó, thì anh em nào mua thì anh em có thể nói là combo khoan 1385 Pro ha, hoặc là combo mà giá 1.690.000 là em biết ha. Rồi, ok. Rồi, tiếp tục cho anh em đó là cái cây đèn ha. Đây là cây đèn D60LM của Detong. Thì cái đèn này giá của nó là 450.000 nha anh em. Đó, cái đèn này nói chung là xài rất là ok. Anh em có thể làm cái đèn học cho con cũng được nè. Đó, rất là sáng nha, tức là ánh sáng này nó sáng trắng và rất là đỡ tiết kiệm pin. Đó, anh em để này nó rất là sáng ha. Hoặc là anh em cần làm những cái việc tỉ mỉ gì đó thì anh em cũng có thể sử dụng cái đèn này để làm. Rồi, đặc biệt là những anh em mà đi làm về ô tô đó, có ô tô đó, anh em nên bỏ thêm một cái cây như thế này nha. Bỏ thêm một cái cây như thế này, ví dụ như trên đường đi gặp sự cố, hoặc là nhiều khi anh em đi cắm trại đó thì sử dụng cái đèn này rọi cũng rất là đã ha. Đó, độ sáng nó cũng không phải là ít nha anh em, và đặc biệt là rất là ít tiết kiệm pin. Sử dụng trung bình phổ thông luôn. Cái đèn này giá bình thường của nó là 450.000 ha. Em vẫn hỗ trợ cho anh em về mức giá là 350.000. Đó, cái đèn 360 lumen nha anh em. 350.000. Rồi, là cái này cái thân chưa bao gồm pin nha anh em. Rồi, tiếp tục là một cái con chiên vít của Hukan ha. Con chiên vít con này là TD173 nha anh em. CVTD173 BCK ha.
Đó, hiện tại con này thì em có phiên bản màu vàng nha. Lực của nó là 130 Nm/m. Ở đây nó có cụm đèn rất là sáng anh em. Đèn rất là sáng, anh em làm việc trong điều kiện mà thiếu sáng thì rất là ok ha. Rồi ở đây thì anh em cũng có thể chỉnh được cái 3-4 cấp này, 4 cấp tốc độ ha. Hoặc là anh em có thể chỉnh trên này cũng được luôn. Rất là ok ha, có hai cái chỗ chỉnh. Rồi, lực của nó là lực của nó là 130 Nm/m nha anh em. Rồi, cái con này thì để em kiểm tra lại coi gài nhanh hay là gài bình thường. Rồi, con này là gài nhanh luôn nha anh em. Ha, đầu gài nhanh luôn. Lục giác 6.35 gài nhanh luôn. Đó. Nó cũng khá là ok ha. Đó, con này cái độ quơ nó cũng không phải là quá quơ. Cái vít này là vít 15 cm nha anh em, rất là dài. Rồi, con này giá bình thường của nó là 570.000 là cái body ha. Hôm nay anh em nào mua thì em sẽ hỗ trợ cho anh em về mức giá là 490.000. 490.000 cho cái con TD173 của Hukan nha anh em. Em chỉ có màu vàng nha, cái thân máy ha, 490.000 nha. Rồi, tiếp tục là một cái đèn, đèn này là đèn 5000 lumen ha, 5000 lumen của Deadtone. Đó, đèn này thì nó sáng tuyệt vời luôn. Một cục pin 4A như thế này thì em xài ở chế độ mà sáng đây. Đây là chế độ sáng thấp nhất ha. Nếu mà em xài ở chế độ này, một cục pin 4A em test thì là nó sáng được liên tục là 18 tiếng đồng hồ nha anh em. Anh em kinh khủng không? Cái bóng pin 4A mà nó sáng được 18 tiếng đồng hồ liên tục. Ở cấp độ thấp nhất ha, thì anh em có thể chỉnh lên cấp độ sáng hơn thì cái thời gian nó sẽ ngắn hơn. Nó có tổng cộng là tới 3 cấp độ sáng, là cái đèn này rất là sáng nha anh em. Đó, và có thêm chế độ cảnh báo này, và nó có thêm là anh em có thể là thay đổi được cái màu sáng này. Đó, nó sáng hơn. Bằng sáng hơn nữa. Nó có tổng cộng là 4 cái màu sáng. Rồi, 4 màu sáng ha, cái màu này rất là sáng này. Nói chung là rất là ok anh em ha. Rồi, cái đèn này thì giá của nó là 750.000, nhưng mà đợt này thì em vẫn hỗ trợ cho anh em về mức giá là 650.000 nha, là cái body đèn ha. Nói chung cái đèn này anh em mua thì đảm bảo là không có thấy tiếc nha. Anh em mà làm đi dã ngoại nè, cắm trại nè, hoặc là anh em hay làm việc ở những nơi thiếu sáng, làm công trình đó thì sử dụng cái đèn này rất là ok. Thứ nhất là nó rất là tiết kiệm pin. Cái thứ hai á là cái độ sáng rất là đã nha anh em. Rồi, 650.000 ha. Anh em nào mua thì anh em cứ liên hệ vào cái số Zalo giùm em. Rồi, tiếp tục là em lên cho anh em một cái con máy hàng. Con này là con máy hàng Marula. Máy hàng Marula ha, 200 này là mã của nó là MMA 200 mini. Đó, dòng của nó tối đa là 200 này anh em. Đó, anh em có thể chỉnh đây. Thì đi kèm theo cái con này á là nó đầy đủ luôn. Là nó bao gồm có kìm hàng, kẹp mát, một cái mặt nạ hàng, rồi một cái đồ để gõ rỉ ha. Đó, đầy đủ cho anh em. Anh em mua về chỉ cần mua thêm cái que hàng là anh em cắm vào là anh em xài được ha. Mấy hàng bây giờ nó rẻ lắm anh em ơi. Cái con mấy hàng như thế này nè, anh em ví dụ ở dưới quê mà có chuồng gà, chuồng lợn gì đó là cần xử lý, sửa chữa, hoặc là hàng rào gì đó. Đó thì anh em nên sắm một cái con như thế này. Đó, hồi xưa thì nói chung là mấy hàng nó rất là mắc, một con nó đâu đó tới 2-3 triệu lận. Nhưng mà bây giờ mấy hàng nó rẻ lắm rồi anh em. Đặc biệt là con này của Marula bảo hành cho anh em vẫn là bảo hành 6 tháng ha, rất là nhỏ gọn. Đó, anh em xách đi đồ rất là ok ha. Rồi, giá con máy này là bình thường nó là 750.000. Đó, hôm nay anh em nào mua thì em sẽ hỗ trợ cho anh em về mức giá là 600. Hỗ trợ về giá bao nhiêu đây? Con máy hàng này về hỗ trợ cho anh em về giá là 670.000 ha. Bình thường giá nó là 750. 750 thì hôm nay em sẽ giảm cho anh em về 670.000. Đó. Đó, chỉ trong còn hôm nay và ngày mai thôi anh em. Đó, anh em nào mà nhanh tay mua thì còn, mà chậm tay thì hết nha anh em. Cái con này thì rất là rẻ rồi. Anh em mua về có thể là ông bà ở dưới quê, anh em mua tặng ông bà ở dưới quê cũng cái cũng được ha. Hàng rào này, hàng chuồng dê, chuồng lợn, chuồng chó, chuồng gà, đó, sử dụng rất là linh hoạt ha. Đó. Rồi, cái này thì chỉ cần mua que hàng là anh em đủ xài rồi nha, không có cần phải sắm thêm cái gì nữa hết á. Thì đối với con máy này thì anh em que hàng que mà một ly, nói chung hàng que 2 ly 6 rồi rất là ok ha. Còn ví dụ que 3 ly 2 thì anh em chấm thôi, chứ nó không có kéo được. Còn đối với những que hàng nhỏ thì anh em kéo vô tư. Rồi, tiếp tục lên lại cho anh em, đó là con cắt sắt Fico 205. FC205 nè, thương hiệu Fico ha. Con này vẫn bảo hành cho anh em là 6 tháng nha. Thì đợt trước em có lên một lần. Đó, thì anh em mua rất là nhiều ha. Hiện tại là bên hãng cũng hết đứt hàng luôn rồi anh em. Đứt hàng luôn rồi. Anh em mua rất là nhiều. Bên hãng đứt hàng luôn. Hiện tại thì em còn được như 2 chiếc. 2 chiếc ha. Thì giá của nó là 900.000 một chiếc nha. Em vẫn hỗ trợ bao ship cho anh em trên toàn quốc. Rồi, cái thứ hai nữa là nếu anh em nào mà tới cửa hàng mua thì em sẽ để cho anh em là giá là 850.000 ha. Em chỉ còn duy nhất 2 chiếc thôi nha. Nên là anh em nào mà có nhu cầu mua con cắt sắt này thì anh em liên hệ sớm. Chứ còn mà chậm nữa thì sẽ không còn hàng. Đó,
đang cháy hàng luôn rồi anh em. Đó, con này thì đường kính cắt của nó là lưỡi của nó là lưỡi 2 tấc lẻ 5 nha anh em, 2 tấc lẻ 5 ha, công suất của nó là 1550W. Nói chung là cái con này thì cắt nhỏ gọn thôi, cắt nhỏ gọn, anh em có thể cắt góc cũng được luôn, chỉnh góc cắt ở đây. Đó, motor thì 100% là motor dây đồng nha anh em, bảo hành cho anh em là 6 tháng. Rồi, cái khả năng cắt của con này thì nó sẽ cắt được sắt hộp mà kích thước đó là 4x8 nha anh em, sắt 5-10 thì cắt không hết đâu, 4x8 thì cắt hết một lần. Rồi ok, anh em nào có nhu cầu mua con này thì anh em cứ liên hệ giùm em, nhắn là mua con cắt sắt Fico 205, giá là 900.000 bao ship ha. Em còn 2 con thôi. Cái này thì bữa trước em lên video một lần là bán đâu đó gần chục con ha. Hôm nay còn lại 2 con và bên hãng cũng không còn hàng nữa. Nên là anh em nào có nhu cầu thì anh em mua một con để trong nhà xài rất là ok anh em. Đó, mình có thể xài nhỏ gọn mà, đâu có cần phải xài lớn, cắt lớn thì mình mới xài mấy lớn nặng nề ha, còn cái máy cắt nhỏ nhỏ như thế này rất là ok rồi. Rồi tiếp tục lên cho anh em là con máy thổi bụi của Teston ha. Con này thì hôm qua em có lên lần rồi thì anh em cũng mua ủng hộ rất là nhiều. Nó riêng con này giá của nó là 700.000. Đó, em mới coi lại giá rồi, con này là giá 700.000 ha. 700.000 chưa bao gồm phí ship. Thì hôm qua thì em có báo cho anh em giá là 630.000 ha. Đó, nhưng mà hôm qua là 630.000 chưa bao ship, hôm nay thì 630.000 em sẽ bao ship cho anh em luôn, riêng cái con máy thổi này. Đó, 630.000 bao ship cho anh em trên toàn quốc luôn nha. Đó. Con này thì nó rất là khỏe nha. Và nó chỉnh được cái cấp số này, nó có tổng cộng là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5 và chế độ mát ha, tức là có tổng cộng 6 số. Đó, 6 số cho anh em chỉnh luôn. Nói chung là lực thổi của con này thì nó không có thua nhiều lắm so với con dùng điện nha. Nói chung là đối với con dùng điện thì con này nó tầm cũng phải 8 tới 10, 8 trên 10 ha, chứ không phải là thua quá xa. Và đặc biệt là con này nó có hai cái chức năng là chức năng thổi và chức năng hút. Khi anh em thổi thì anh em sẽ gắn cái đầu vào đây, rồi khi anh em hút bụi thì gắn chỗ này là cái túi đựng bụi, đi kèm theo thì nó có túi đựng bụi luôn, và cái đầu hút nằm bên này. Còn anh em nào mà muốn, ví dụ như muốn thành một cái máy mà linh hoạt chút xíu, anh em có thể kiếm những cái ống dẻo ha, ống nhựa dẻo thì anh em sẽ hút nó dễ dàng hơn. Đó, thì cái bộ phụ kiện đi kèm theo cái con máy này đó là bao gồm một cái ống nối dài như thế này nha, rồi hai ống này có thể nối tiếp được với nhau luôn để thổi lá này, rồi một cái ống gom gió này và thêm một cái túi đựng bụi nữa. Đó, con này rất là ok, mã của nó là M21TB01, giá 700.000 ha. Thì em sẽ giảm cho anh em xuống còn lại là 630.000. Đó, bao ship cho anh em, tức là nếu mà anh em nào tới cửa hàng lấy thì em sẽ để cho anh em giá là 600.000 thôi. Đó ha, số lượng thì cũng không có nhiều nha anh em, nên là anh em nào mà có nhu cầu mua thì anh em có thể tới cửa hàng lấy cũng được, hoặc là em ship cũng được, 630.000. Đó, ship trên toàn quốc cho anh em luôn. Con này rất là ngon ha, con này thổi rất là khỏe anh em, khỏe lắm, 6 số thổi khỏe ha. Đó, một trong những con mà anh em gọi là thổi bụi đáng mua nhất. Đợt Tết thì anh em hỏi mua rất là nhiều nhưng mà nó bị cháy hàng, bị đứt hàng nên là không có hàng để bán cho anh em luôn. Thì hôm qua thì hãng mới về lại thì em mới nhập về cho anh em. Rồi tiếp tục là lên cho anh em một cái con máy laser ha. Hồi bữa giờ không có lên mấy con mực cho anh em. Thì đây là con máy con mực mã là DKLS0501 Plus ha. Thì cái phiên bản này là phiên bản nâng cấp của con 0501. Đó, thì cái phiên bản này nâng cấp thì nó có những cái gì hay. Đầu tiên á, thì nói chung là về cái độ sáng của những con laser này thì nó sẽ sáng hơn so với những cái phiên bản trước rất là nhiều nha. Đó, nó sẽ sáng hơn. Anh em muốn so sánh thì anh em cứ để gần hai con laser lại thì anh em sẽ thấy. Rồi thiết kế cái hộp đựng cũng rất là ok nè. Tại vì con laser đó là cái đặc điểm của nó. Nếu mà anh em mà di chuyển nhiều quá thì nó sẽ rất là sốc ha. Và nhiều khi cái tia trong này nó sẽ bị lệch. Nên là bên hãng họ thiết kế rất là kỹ ha. Ở trong này nó có mút xốp nè, mút xốp trắng nè, sáng trên trắng dưới và đựng trong cái hộp như thế này. Thì anh em có thể là cầm di chuyển đi thì nó cũng không có ảnh hưởng nhiều lắm tới cái việc mà cái máy nó sẽ bị lệch hay không ha. Rồi đây là thiết kế của cái máy nè. Rồi đi kèm theo thì nó sẽ có là một cái kính nè. Rồi một cái sạc đế nè. Sạc này là sạc đế luôn nha anh em, chứ không phải là sạc dây ha. Sạc đế thì nó sẽ xịn hơn và sạc nó sẽ nhanh hơn. Một cái remote điều khiển nè. Rồi hai cục pin. Thì anh em có thể nhìn thấy đây là hai cục pin nha. Nhưng mà có một cái cục pin này, cục pin 4.5A. Và một cái cục pin này là cục pin 6A. Nó bự chà bá luôn anh em. Đó, hai viên ha. Đi kèm thêm hai viên pin như thế này. Nói chung là cái bộ này rất là ngon nha anh em. Rồi, thì cái bộ này giá bình thường của cái bộ này là 1.450.000. Đó, 1.450.000. Anh em có thể search mã là DKLS0501 Plus ha. 1.450.000. Nhưng mà anh em nào mà mua tại dụng cụ hình gia thì em sẽ hỗ trợ cho anh em về mức giá là 1.350.000. 1.350.000.
bao ship cho anh em trên toàn quốc. Anh em lưu ý ha, cái con mà TB01 tức là con máy thổi bụi em cũng sẽ bao ship, và cái con máy LS0501 Plus này em cũng sẽ bao ship cho anh em luôn. Còn những cái mã còn lại thì là có phí ship nha. Đó, con này là bao ship cho anh em trên toàn quốc nè, giá là 1.430.000, giảm cho anh em là còn 1.350.000. Đồng thời ha, cái con máy này đi kèm theo hãng nó sẽ không có cái chân, thì em sẽ tặng kèm cho anh em thêm một cái chân máy luôn. Cái chân máy để anh em gắn vào đây, chân máy cao 1m2, kéo lên được 1m rưỡi. Đó, thì cái chân này nó sẽ gọi là thường là bắt buộc anh em làm việc trong sử dụng những con mực này, bắt buộc phải có chân. Nếu mà không có chân thì không có làm được nha. Đó, tặng kèm cho anh em thêm một cái chân. Cái chân đó trị giá là 150.000 luôn. Đó, tức là cái con máy này em giảm cho anh em chỉ còn có 1.350.000. Đồng thời tặng cho anh em một cái chân thêm là trị giá là 150.000 nữa. Thì cái giá con này về cực kỳ hời luôn nha anh em. Cực kỳ hời luôn. Nói chung là đợt này anh em nào mà mua những con mua con laser này thì nó rất là ok ha. Rồi còn anh em nào mà tới cửa hàng lấy thì em cũng sẽ giảm thêm ha. Tới cửa hàng lấy em sẽ giảm thêm cho anh em 50.000. Và anh em nào mà không lấy chân máy thì em cũng sẽ giảm thêm cho anh em nữa nha. Không lấy chân máy cũng giảm thêm cho anh em, chắc giảm thêm 100.000 nữa đi. Đó, nói chung là giá cực kỳ tốt cho cái con máy laser 0501 Plus này. Nói chung là chi tiết á, thì anh em cứ liên hệ cho em thì em sẽ báo. Ví dụ như anh em muốn lấy, chỉ lấy cái thân máy thôi, không có cần lấy quà tặng là cái chân, thì em sẽ trừ ra cho anh em, trừ ra cho 100.000 luôn. Rồi anh em muốn tới cửa hàng lấy em cũng trừ phí ship ra luôn. Tại vì con này nếu mà kèm theo cái chân thì nó hơi cồng kềnh xíu, nên là phí ship nó cũng sẽ cao ha. Rồi giá là 1.350.000 nha. Tặng kèm một cái chân máy 1m2. Rồi bao ship cho anh em trên toàn quốc. Cái con DKLS0501 Plus này ha. Số lượng thì chắc đâu đó được khoảng tầm 10 bộ. 10 bộ nha anh em. Nên là anh em nào có nhu cầu mua thì anh em mua. Đây bây giờ em sẽ lên cho anh em coi thử cái tia của nó như thế nào nha. Phiên bản này là phiên bản mới của bên Deston nha anh em. Anh em thấy cái tia của nó rất là sáng nè. Để em lấy cái remote ra chỉnh cho nó dễ luôn nha. Đi kèm theo thì nó có hai viên pin luôn, một viên pin 4A và một viên pin 6A, nên là anh em sử dụng nó thoải mái luôn ha. Đó, em thấy cái tia không? Cực kỳ sáng luôn, nó vẫn có giọt nước nè. Rồi chỉnh tia đứng lên nè. Đó, tia đứng nè. Rồi nó sẽ có chế độ nè. Chế độ nhấp nháy ha. Đó, chế độ sáng nè. Nhấp nháy. Nói chung là cái tia này rất là sáng nha anh em. Rồi anh em, cái này nó sẽ có thêm một cái chế độ gọi là chế độ khóa tia, chế độ khóa tia ha. Ví dụ như chế độ này là chế độ tự cân bằng nè. Chế độ tự cân bằng á là tức là khi anh em nghiêng như thế này thì nó sẽ kêu ha, nó sẽ kêu tít tít. Đó, khi nào nó tự cân bằng được thì nó sẽ ngưng kêu. Một cái chế độ thứ hai thì anh em chỉ cần giữ nút này trong vòng vài giây nó kêu tít tít lên cái, rồi anh em nghiêng nó sẽ hết kêu nè. Thì chế độ này ví dụ anh em làm cần vạch ra những cái đường nghiêng, ví dụ làm cầu thang đó, thì anh em sử dụng cái chế độ này. Nói chung là cái tia rất là sáng nha anh em, tia cực kỳ sáng luôn. Rồi, mã là DKLS0501 Plus ha. Giá là 1.430.000. Đó, em hiện tại thì khi anh em mua tại dụng cụ hình gia thì em sẽ hỗ trợ cho anh em về mức giá là 1.350.000. Đồng thời, đó, tặng kèm cho anh em một cái chân 1m2. Rồi, bao ship cho anh em trên toàn quốc luôn. Ghé cửa hàng lấy, trừ tiền ship ra. Rồi, không lấy chân máy, trừ tiền ra luôn. Đó, giá của cái bộ này là cực kỳ hấp dẫn nha anh em. Nên là anh em nào có nhu cầu, đang có nhu cầu thì anh em mua 5 tia xanh. Rồi đối với dòng laser của Deston thì bảo hành cho anh em là 6 tháng trên toàn quốc ha. Bảo hành thì anh em phải gửi về hãng rồi anh em. Rồi cái thứ hai nữa là anh em sẽ được căn chỉnh miễn phí. Ví dụ như anh em mà khi mà anh em mua sau một thời gian thì cái máy nó bị trục trặc hỏng hóc gì đó thì anh em có thể đem qua hãng để họ xử lý. Đặc biệt là nếu mà anh em cảm thấy là cái tia nó bị lệch á thì đem qua hãng họ sẽ căn chỉnh miễn phí cho anh em ha. Rồi còn các cách kiểm tra được cái tia nó có lệch hay không á thì anh em có thể là liên hệ inbox giùm em sẽ hướng dẫn cho, rất là dễ luôn. Rất là dễ luôn, hoặc là hôm nào em sẽ làm một cái clip để em hướng dẫn chi tiết về cách kiểm tra. Rồi, tiếp tục cũng là một cái bộ khoan dành cho anh em xài cho gia đình hoặc là làm công trình cũng được. Đây là cái bộ khoan 3 chức năng của Hukan ha, sử dụng pin 16.8V. Cái bộ này thì bữa giờ anh em cũng mua rất là nhiều luôn. Đó, con này là con CD0445MCL 0445MCL ha. Cái bộ này thì ví dụ như anh em làm về camera này, làm về camera xài cũng được, làm về điện nước xài cũng được, hoặc là anh em xài về gia đình làm cũng được nha. Màu xám rất là đẹp ha. Rồi cái bộ này bao gồm là một thân, hai viên pin và một cái bộ sạc kèm thêm cái đống phụ kiện như thế này ha. Đó, giá cho anh em chỉ có là 730.000, nhưng mà hiện tại là anh em mua trong cái dịp mà tri ân khách hàng của bên em á thì anh em sẽ có cái mức giá là 650.000. Đó, 650.000 cái bộ máy này.
Đó, thì cái chương trình này á, thì sẽ kéo dài là trong hôm nay ha, và hết ngày mai. Đó, nên là anh em nào mà có nhu cầu mua thì anh em liên hệ sớm giùm em. Cũng có thể là khi mà em đăng clip lên này thì có thể là bên hãng họ sẽ yêu cầu là gỡ clip. Thì nếu mà anh em nào mà coi được clip thì nhớ chụp hình lại ha. Chụp hình lại hoặc là lưu lại hoặc là ghi lại gì đó, để anh em có thể nhớ những cái bộ như thế này để anh em mua. Tại vì nhiều khi có thể clip em đăng lên đâu đó khoảng tầm 10 phút hoặc 15 phút hoặc là nửa tiếng đồng hồ, có thể là em sẽ gỡ xuống thì sao. Đó, nên là anh em nào có nhu cầu mua thì nhớ coi và lưu lại giùm em. Đó, tại vì những cái chương trình này thì em chạy cái giá nó khá là sâu ha. Đó, thì em cũng nói là em chỉ chạy trong vòng chỉ có 3 ngày thôi. Đó, nên là ví dụ những anh em đại lý có xem được clip này thì anh em đại lý cũng thông cảm giùm ha. Đó, đây là chương trình tri ân của bên em. Đó, giá nó hơi thấp hơn so một xíu so với cái mặt bằng chung, nên là các anh em đại lý cũng thông cảm. Rồi, còn anh em nào mà khách hàng, anh em nào mà muốn mua thì anh em cứ liên hệ, chủ động liên hệ giùm em ha. Đó, em sẽ hỗ trợ cho anh em cái mức giá này trong một vài ngày. Rồi, tiếp tục lại con máy chuyên vít 230N. Thì con này hôm qua em có lên rồi thì anh em ủng hộ rất là nhiều ha. Con này thì chuyên vít mã nó là CV230N CB. Thì để em giới thiệu chi tiết lại con này ha. Thì nó có hai màu nha, màu đỏ và màu xám. Đối với con màu xám á, thì nó vẫn nằm trong cái hộp của nó là hộp màu đỏ nha, chứ nó không có con màu xám nằm trong hộp màu xám. Có thể là do bên hãng họ sản xuất bị thiếu cái hộp màu xám hay gì đó, nên là máy màu xám cũng nằm trong hộp màu đỏ luôn. Nhưng mà quan trọng là máy nó mới 100%, chứ không phải là máy cũ hay gì hết ha. Rồi, đối với con này thì anh em có thể nhìn thấy nó sẽ có một số cái chức năng cơ bản như sau. Đó, khi ở chiều siết vào thì anh em sẽ chỉnh lực 1, 2, 3, 4 thôi. Đó, 1, 2, 3, 4. Thì đối với con này thì anh em sẽ siết mà cảm nhận lực bằng tay, chứ nó không có những cái chức năng, ví dụ chức năng tự ngắt hay là chức năng vặn trên những cái vật liệu ABC đó. Đó, nên là anh em ví dụ như vặn trên vít nhỏ thì anh em chỉnh số 1 để anh em có thể canh cái co tay. Thực ra đối với cái này thì những anh em nào mà bắn chuyên nghiệp thì anh em sẽ canh được rất là dễ dàng ha. Ví dụ như tới lực là mình thả ra thôi. Đó, còn ví dụ những con vít lớn hơn thì mình chỉnh lớn hơn. Còn ở đầu ra thì nó sẽ có hai chế độ ha. Chế độ này là chế độ bình thường. Chế độ này là chế độ bình thường. Và chế độ này là chế độ auto slow ha. Auto slow tức là khi mà hết lực thì nó sẽ chạy từ từ, tức là mở ra hết búa thì nó sẽ từ từ mở hết ra con ốc của mình luôn. Còn chế độ thứ hai là chế độ auto stop này. Auto stop tức là mở ra vừa khi mà hết lực thì sẽ ngắt. Đó, hết lực sẽ ngắt. Đó, nói chung là con này cũng rất là hay. Và hiện tại em có hai màu nha, màu xám và màu đỏ ha. Thì con này giá bình thường của nó là 890.000. Đó, 890.000, thì đợt này em tri ân em hỗ trợ cho anh em về mức giá là 650.000 nha. Đó, giá cực kỳ tốt, cực kỳ hấp dẫn nha. Anh em nào có nhu cầu thì anh em liên hệ sớm để anh em mua. Rồi, tiếp tục lên cho anh em, đó là một cái con máy khò nhiệt. Đó, khò nhiệt con này là khò nhiệt của Hukan. Đó, của Deathlong thì hiện tại chưa có khò nhiệt đâu anh em. Thì cái con này nó cực kỳ ok luôn. Nói chung là con máy khò nhiệt này rất là ok nha. Nhưng có điều là nó cũng sẽ hơi ngốn pin một chút xíu. Đó, cái hơi nóng của nó rất là dữ nha anh em. Nó sẽ có hai cái mức nè. Nó sẽ có hai mức nhiệt độ. Mức nhiệt độ thứ nhất nó sẽ là từ 60 cho tới 400 độ C, và mức nhiệt độ thứ hai là từ 60 cho tới 600 độ C. Đó. Nói chung là cái nhiệt độ của con này thì rất là ok, lên nhiệt này kia mọi thứ ok lắm. Phụ kiện đi kèm nó cũng sẽ có phụ kiện để uống ống nè, phụ kiện khò nè, phụ kiện gom ha. Đó, rất là ok. Thì con này giá của nó là 800.000, nhưng mà hôm nay anh em nào mua thì anh sẽ hỗ trợ cho anh em về mức giá là chỉ có 700.000 thôi nha. 700.000 cho con máy khò nhiệt này. Thì con khò nhiệt này em còn số lượng không có nhiều ha. Con này là cháy hàng liên tục luôn anh em. Đó, nên là anh em nào có nhu cầu mua thì anh em có thể tham khảo sớm để anh em mua. Rồi, tiếp tục lên cho anh em là một cái con máy thổi lá của Hukan. Con này là mã là EBL1660D. Thì con này giá của nó là 750.000 nha anh em. Đó, 750.000. Con này là đợt Tết là không có hàng để bán luôn. Cái con máy này thì nó thổi lá rất là ok luôn. Có rất là nhiều mấy anh khách hàng anh đã mua con này về xong rồi, nói chung là khen để luôn anh em. Đó, giá thì nó rất là mềm nhưng mà hiệu năng của nó mang lại cực kỳ hiệu quả luôn. Ví dụ như anh em nào mà có cái sân vườn lớn như gì đó thì anh em sử dụng con này để thổi, nói chung là bao ok luôn nha, rất là ngon. Đó, và giá nó cũng rất là phải chăng ha. Thì cái con máy thổi này á, nó to bự như thế này, có màn hình LED hiển thị luôn. Cắm pin vào chạy thử cho anh em coi nè, mở lên nè. Đó, có tổng cộng là 6 cấp số luôn nha anh em, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, lực thổi nó rất là mạnh nha, nó chạy như cái động cơ phản lực vậy anh em. Hai cái ống nối to như thế này, anh em thổi lá là vô tư luôn. Nó có thêm một cái sợi dây đeo luôn nha anh em, có dây đeo để anh em thổi nó không có bị mỏi tay ha.
Đó, con này thì đã có những anh em trải nghiệm rồi và anh em khen rất là nhiều cái con này. Và đặc biệt là phiên bản này, phiên bản màu xám rất là đẹp nha. Đó, giá của con này là 750.000 cái thân máy ha. Nhưng mà hôm nay anh em nào mua thì em sẽ hỗ trợ cho anh em về mức giá là 650.000. À, 670.000, em xin lỗi nha. 670.000 cho cái con máy thổi này. Dòng này là dòng Gen 2 luôn. Rồi, con này bảo hành lên tới 12 tháng luôn anh em. Con máy thổi này, này. Đó, bảo hành lên tới 12 tháng luôn. Mà giá của nó chỉ có 750.000. Đặc biệt khi anh em mua tại vườn của Hình Gia trong cái đợt này, em giảm cho anh em chỉ còn có 670.000 thôi. Giá rất là ok luôn ha. Đó, rất là ngon nha anh em. Nó con máy này là con đáng để anh em mua nè. Nó thổi rất là khỏe. Có sợi dây đeo anh em đeo trên hông, nó rất là đỡ mỏi nha. Đó, giá rất là ngon ha. Rồi, chân pin nó là chân pin phổ thông luôn. Rồi, ok. Anh em nào mà có nhu cầu mua cái con máy này á, thì anh em liên hệ giùm em ha. Liên hệ giùm em thì sẽ có được cái mức giá nó hợp lý. Rồi, tiếp tục lên cho anh em cái con này. Đó, con này là con của Deadtone, con máy cắt đa năng này. Bữa giờ thấy anh em quan tâm hỏi rất là nhiều. Mã con này là CSM21CS05BL. Đó, con này thì cái phiên bản này là phiên bản mới anh em, tức là phiên bản mà có một cái do phiên bản cũ đó là phiên bản cũng là CS05BL luôn, nhưng mà anh em thấy cái hộp của nó sẽ màu xanh ha, màu xanh kiểu màu xanh nó đậm đậm một chiếu, màu xanh mà gọi là sao ta, khó nói đó. Nói chung là những cái mẫu bây giờ thì hộp thiết này kia Deadtone nó thiết kế rất là đẹp rồi, còn cái mẫu kia thì cái hộp nó anh em nhìn nó có vẻ là nó giống như cái dòng D21 á, nó xanh hết luôn chứ không phải là xanh trắng như thế này đó. Và đặc biệt cái dòng mới thì nó có thêm cái laser rọi á, cái laser rọi chỗ tia như thế này để anh em thấy đường cắt nó rõ hơn. Đó, mã nó là CS05BL, con này cắt rất là ngon nha anh em. Rồi, con này thì giá của nó là 1.280.000 đó, nhưng mà đợt này nha, chỉ trong vòng ngày hôm nay với ngày mai, với ngày chủ nhật đi, thì anh em nào mà mua, nếu mà còn xem được clip ha, thì anh em mua thì em sẽ để cho anh em mức giá là 1.120.000 thôi. 1.120.000 cái con máy này. Đó. Thì tặng kèm cho anh em đó là tổng cộng là ba cái lưỡi, ba cái đĩa ha, một cái đĩa cắt gạch nè, một cái đĩa này là đĩa cắt cắt sắt ha, và một cái đĩa là đĩa cắt gỗ. Đó, tặng kèm ba đĩa nha. Giá này thì chưa bao gồm phí ship nha anh em. Rồi, anh em sẵn nói để cho anh em rõ luôn, cái phí ship á thì sẽ tùy vào cái trọng lượng, kích thước và kích cỡ của mỗi cái máy mà cái phí ship nó sẽ khác nhau. Thì thường nó sẽ dao động đâu đó tầm 30.000 ha, với những cái kiện hàng mà tầm khoảng 3 kg thì giá của nó sẽ dao động đâu đó khoảng tầm 30.000. Nhưng mà ví dụ như anh em mua hai cái máy, ví giả sử như anh em mua cái con máy cắt đa năng này đi, rồi anh em mua thêm một cái con máy thổi nữa đi, thì hai con đó không thể nào mà tính phí ship là 30.000 được nữa ha. Ví dụ như hai con, giả sử con máy này với lại cái con máy mà thổi to này đó, anh em gom lại mà phí ship tính 30.000 thì không được, tại vì hai con này đó cái phí ship nó phải rơi vào đâu đó khoảng tầm 60-70.000 là anh em. Cái con này nó bự ha, gói thêm con này nữa vô nó to lắm, tại vì người ta tính là quy đổi theo cái kích thước cồng kềnh nè. Anh em nhìn cái hộp này, cái hộp của con máy thổi này nó to chà bá luôn nè, đó nó to chà bá luôn nha, chứ không phải là nhỏ đâu, nên là cái phí ship á thì anh em thông cảm, tức là khi nào anh em ví dụ như anh em sẽ chọn lựa những cái món hàng A, món hàng B, món hàng C á, thì em sẽ gom lại em sẽ báo phí ship một lần. Ví dụ như anh em có thể lấy cái con này với lại con chiên bích của Hukan này, thì hai con này ok phí ship 30.000, sẵn sàng hỗ trợ cho anh em đó. Nhưng mà khi anh em mà lấy con này với lại con máy thổi thì không thể nào phí ship 30.000 được, thì anh em cũng thông cảm dùm. Có những cái á, mình có thể gom lại mình đóng gói nó gọn nhẹ được, còn có những cái á, thì bắt buộc nó phải bày ra nó mới đóng gói được ha, nó gọi là nó bung bự ra mới đóng gói được, thì đi kèm theo đó thì cái giá nó cũng sẽ đội lên ha. À rồi, tiếp tục nó còn một cái con này cũng khá là hay nè, bữa giờ em lên về lâu rồi mà em quên lên cho anh em. Đây là con khoan bê tông nha, con khoan bê tông 3 chức năng. Con khoan bê tông 3 chức năng của thương hiệu là Asake. Sasuke chứ. Sasuke ha. Sasuke hay Sasuke gì đó, em cũng không biết nữa. Đó, nó ghi như thế này, anh em nào muốn đọc sao đọc ha. Sasuke ha. Thì cái con này là con khoan 3 chức năng nha anh em, khoan búa. Đầu nó là đầu gài SS Plus. Đây. Nói chung là cái con này dành cho những anh em công trình nè. Đợt trước thì nói chung là bên Deadtone cũng có một cái con 2603 á, thì cái con này nó cũng sẽ tương đương với con 2603 của Deadtone. Đó, giá con 2603 thì hiện tại nó đâu đó rơi vào khoảng tầm 1.150.000 cho tới 1.200.000 ha. Bên hãng thì đang bán là 1.280.000.
đó. Nhưng mà nếu mà anh em nào mua tại dụng cụ hình gia thì em đang hỗ trợ về mức giá là 1.150.000 đó. Còn anh em nào mua cái con ACK này á, đó ACK ha, thì con này thì nói chung là hàng hóa của họ cũng khá là ok, bảo hành cho anh em vẫn là bảo hành cho anh em là 6 tháng ha, đó, bảo hành 6 tháng rồi. Con này thì giá bình thường của nó đâu đó rơi vào khoảng tầm 1.100.000 ha, 1.100.000. Nhưng mà đợt này thì em vẫn hỗ trợ cho anh em ha, hỗ trợ cho anh em thôi đó, vui vẻ cho anh em đó. Đi kèm theo thì nó có như thế này, có là 3 mũi khoan và 2 mũi đục. Thì cái hàng này số lượng nó cũng không có nhiều anh em đó, nó cũng giống như con cắt sắt Fico vậy đó. Nên là anh em nào mà có nhu cầu mua thì anh em có thể là tranh thủ mua sớm, chứ không nó không có hàng đâu, đứt hàng là hết hàng luôn á. Rồi con này thì giá của nó đây coi cho anh em coi thông số trước này. Thông số của nó là công suất của nó là 900 công suất của nó là 1050W ha. Tốc độ vòng tua của nó là 900 vòng trên phút và cái khả năng khoan tối đa của nó là 26 ly. Ba chức năng nha anh em, có chức năng khoan tường, khoan bê tông và chức năng khoan bê tông, chức năng khoan gỗ sắt và chức năng đục riêng ha. Rồi giá của con này là bình thường nó đâu đó nó khoảng tầm 1.100.000 ha. Nhưng mà hôm nay thì anh em nào mua thì em sẽ hỗ trợ cho anh em về mức giá là 850.000 ha. 850.000 cho cái con khoan bê tông ba chức năng ACK như thế này. Đó, anh em Sasuke như thế này. Nói chung là con này anh em làm công trình ok, bảo hành cho anh em 6 tháng thì đảm bảo là em nói thiệt, đảm bảo là anh em khi mà anh em xài á chắc chắn là thu hồi vốn rất là nhanh luôn. Chỉ có 850.000 thì anh em chỉ cần xuống làm chưa tới một công trình, nói chung một nửa công trình anh em đã thu hồi lại vốn rồi. Giá rất là rẻ ha. Nếu mà so sánh với những cái dòng tương đương thì giá con này cực kỳ rẻ luôn. Đó. Thì đây là cái đơn vị mà phân phối của cái con Sasuke này nè, đó là bên công ty TNT nha anh em. TNT ha, thì họ cũng có rất là nhiều chi nhánh, rất là nhiều thế này. Thì cái việc bảo hành á thì anh em cũng có thể là có thể bảo hành tại Hồ Chí Minh nè, tại Hà Nội nè, Hải Phòng nè, Đà Nẵng và Tây Nguyên. Đó, tức là họ là một cái công ty gọi là nó cũng có rất là nhiều chi nhánh, cũng lâu năm lắm rồi. Nên là về chất lượng này kia mọi thứ thì họ cũng có những cái nhất định nha anh em. Nên là khi anh em sử dụng những cái sản phẩm này mà anh em nếu mà sợ về chất lượng của nó không tốt thì đó, thì anh em cũng yên tâm, tại vì họ đã cũng đã cam kết bảo hành là 6 tháng. Bảo hành 6 tháng nghĩa là trong cái thời gian bảo hành thì họ sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm những cái phần liên quan tới hỏng hóc này kia mọi thứ. Nên là chỉ có 850.000 là anh em ok thoải mái sử dụng luôn. Đó, nói chung là không phải là một cái hàng ngon quá xịn ha, nhưng mà nói chung là với cái tầm giá anh em bỏ ra thì để lấy một cái con máy này về anh em xài thì nó rất là phù hợp luôn. Đặc biệt là những anh em nào mà làm công trình vừa phải hoặc là làm kiểu nhận những công trình để làm tư nhân nữa thì mình sắm những con máy này để cho nó gọi là mình để dòng tiền lại để mình đi làm những cái việc khác. Chứ giờ khi anh em sắm cái con máy khoan ba chức năng như thế này của Bosch hoặc của Makita thì giá đâu đó nó rơi vào đâu đó cũng tầm gần 4 triệu anh em. Gần 4 triệu ha. Đó, một con máy Bosch thì anh em sẽ mua được 4 tới 5 con máy như thế này. Đó thì anh em có thể là cân nhắc. Thì chất lượng mặc dù nó không bằng, nó không có đẻ bằng, xài nó không có ok bằng, nhưng mà cái túi tiền thì nó vừa phải. Nói chung là tiền nào của đó. Nhưng mà với 850.000 anh em sở hữu con này thì cũng rất là ok rồi nha, cân nhắc để sử dụng ha. Rồi thì chắc là cái video hôm nay em gói gọn lại bao nhiêu sản phẩm như thế này. Đó, anh em nào mà có nhu cầu mua thì anh em có thể là liên hệ vào cái số Zalo giùm em ha. Và trong cái buổi ngày mai thì em cũng sẽ lên tiếp cho anh em những cái sản phẩm cực kỳ hot như là con máy khoan 65 niu của Hukan nè, rồi con máy chiên bích được 55 niu, rồi con bu lông 550, bu lông 850, máy mài AG 100 Pro Max đó, vân vân và vân vân, những cái sản phẩm hot đó, anh em nhớ đón theo dõi ha. Rồi thì những cái sản phẩm này á thì anh em nào mà có nhu cầu mua thì anh em cứ liên hệ giùm em thì em sẽ tư vấn kỹ hơn để cho anh em có thể là lựa chọn được một cái sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của mình đó. Rồi còn anh em nào muốn coi lại cái clip hôm qua, tại vì mỗi ngày thì em sẽ lên những clip nó sẽ không giống nhau. Cái clip mà ăn mừng 4K sub hôm qua thì nó sẽ có những cái sản phẩm máy mài của Hukan, rồi những cái bộ đèn đó, anh em cứ vào trong phần video thì anh em sẽ thấy được ha. Rồi cảm ơn em, xin chào và hẹn gặp lại.